Hôm nay, Bé sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng máy pha cà phê mini Bé này nhé. Trong lần đầu sử dụng, bạn hãy dùng khăn ướt lau qua các bề mặt của sản phẩm và rửa qua các bộ phận tách rời. Không được rửa phần thân máy trực tiếp dưới nước. Sau đó, lắp ráp lại các bộ phận, cho nước vào ngăn chứa và đun sôi để vệ sinh sạch bên trong máy. Để sử dụng máy pha cà phê hoặc trà, đầu tiên mở phần nắp bên trên của máy và cho một lượng cà phê hoặc trà vào phù hợp. Tiếp theo, thêm nước trực tiếp vào ngăn chứa nước phía dưới của bộ lọc. Luôn đảm bảo nước sạch, thay nước thường xuyên, mực nước không được thấp hơn vạch min hoặc cao hơn vạch max nhé. Gạt công tắc sang bên phải để máy khởi động. Chờ vài phút là đã có thể thưởng thức ly cà phê đen đậm vị, hấp dẫn rồi. Lưu ý, vì pha cà phê và trà nên màng lọc của máy dễ bị ố màu, các bạn nên mua phụ kiện thay thế sau khoảng 2 tháng sử dụng. Trong quá trình máy chạy hoặc ngay sau khi tắt nguồn, không trực tiếp chạm tay vào thân máy và bình thủy tinh để tránh bị bỏng. Để vệ sinh máy, rút phích cắm, chờ máy hạ nhiệt rồi tháo rời các bộ phận để vệ sinh sạch sẽ là xong. Máy pha cà phê mini Bé thật dễ sử dụng và dễ vệ sinh đúng không nào? Comment xuống dưới để nhận thêm thông tin về sản phẩm nhé!